Chào các bác cùng chú anh chị ạ. Đấy, hôm nay lôi cây này ra lọc xem nào, nó như nào các bác. Cây này các bác nhìn thấy nó khủng khiếp không? Xanh quê nhá các bác nhé. Nhưng mà đủ nắng, đủ gió và phân nước, khủng khiếp. Chậu thì rất bé các bác nhé. Đấy, có mấy cái miếng phân lợn mà nó khủng khiếp không? Các bác nhìn này, một cây một người bê nó vừa vừa tay thôi. Thế mà bây giờ nó tán nó rộng khủng khiếp này. Xanh quê các bác nhé, lá rất là đẹp. Đấy, đợt vừa rồi nó phát triển rất là mạnh. Lúc mà tôi đưa về từ nhà anh trai về là nó yếu lắm, sát sờ. Thế mà bây giờ nó thế này, nó còn khỏe hơn cả Nam Điền. Một cây trồng chậu lâu năm rồi thì nó hồi phục là rất là nhanh thôi, còn nó già nữa. Cái này thì tôi đọc cho bác xem thì nó xanh quê mà tốc độ bò sẹo nó líp liếc khủng khiếp luôn. Thì xem hôm nay có hướng gì để sửa sang cho nó tí các bác, và lọc đi những cái mầm không cần thiết các bác nhé. Làm cái này đấy, giờ còn có mỗi cây này để là đang tùm để làm, chưa có cây mới đấy. Các bác nhìn một màu xanh mướt từ gốc đến ngọn. Ok các bác, cây này mà các bác theo dõi trước tôi làm thì nó là cái cây tôi gọi là cây ốc sên các bác, con ốc sên ấy. Đấy, ok, theo dõi cùng theo dõi các bác nhá, và góp ý nhá. Tôi sẽ lọc và có thể sẽ vặt lá. Nuôi cây cứ càng lì thì càng cho thành quả các bác, mình nuôi phôi thì cố gắng mà lì. Chậu này chắc tầm hơn 30, tầm 30. Vừa khít cái gốc luôn. Thank you.
các bạn, vừa nãy không quay lúc lọc thì nó lâu, vừa lọc một tính nó lâu thì nó đây các bạn. Đấy, lúc nãy các bác nhìn um tùm mà có lấy được bao nhiêu đâu, cắt về lại vẫn gần như cái lúc ngồi loại các bác. Chưa có được những cái cành ưng ý, những cái cành mà mình ưng ý thì nó lại vẫn còn chưa được. Đấy, thì cứ phải cắt đi cắt lại, chứ có ai thích cắt hết đi đâu các bạn. Muốn nó có dữ liệu thật nhanh để làm lắm chứ. Nhưng mà quay trở lại cái cây này thì nó là một cây cốt xanh quê rất là quý. Các bác nhìn quý ở chỗ nào? Thân cốt của nó này. Các bác nhìn thân cốt, nó nu, nó sạch, xẹo xiếc. Tôi không hiểu nó bằng cách nào nó bo được như thế này. Đây xẹo xẹo xẹo. Thực tế là rất nhiều xẹo nhưng mà cũng giờ bo cứ quằn quại. Khủng khiếp à? Vệ vãi. Giờ đang ăn phân nên là nó nhìn nó không rõ. Đấy, vệ. Vệ. Đấy, thân nó rất là sạch. Nó sạch sạch xẹo đến nỗi nó bo cũng như này. Các bác nhìn nó bo kín luôn chứ không phải là nó bo theo cái kiểu bê thôi. Nó bo kín luôn ấy. Còn ốc sên của bác. Hôm trước có anh trai cũng chơi cây cũng có tiếng đấy. Sang thì muốn cắt bỏ khẩu này đi. Bỏ đi là làm cây trực làng. Nhưng mà tôi thì tôi là không thích như thế. Làm thế thì thành mệt người quá. Mà sau chắc gì nó đẹp bằng cây này. Đấy, các nhìn. Mặt này nhìn thích không? Sâu, hơi gầm gừ này. Tôi định làm cái con tử đây. Định làm một con nữa ở đây mà thôi. Dối lắm, mình đánh này ra. Đấy, cái thằng này đảm nhận phía bên này rồi. Thằng này thì coi như cái tử treo đây rồi. Này bông đỡ. Này cũng đỡ một chút. Này sẽ đánh ra đây. Bên này đánh ra đây. Bên này thì sau cắt đi. Bên này sẽ đánh ra đây. Đấy, ngọn đây rồi. Như con ốc sên quá. Như con ốc sên ấy. Từ sau tôi sẽ cạp cái chỗ này đi một tí. Cạp chỗ này đi. Cho nó lộ cái vai ra. Nó đỡ bị xuồn cái chỗ này. Đấy thì nó sâu hơn. Nhưng mà các nhìn thân cốt nó kinh khủng. Kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp. Cây này nói các bác chơi cốt không cũng là sướng. Bởi vì cốt nó sạch. Các bác. Cốt nó sạch. Nó gầm này. Gầm. Cây này không nên trồng cái chậu tròn này. Trồng chỗ khác. Chậu chữ nhật thì đẹp hơn. Đấy, vì cái tán cây, cái dáng cây nó như này mà. Cái bệ có thể tròn, nhưng mà cái dáng cây nó như này. Thì mình nên làm theo cái chiều của dáng cây. Thì là hay hơn. Các bạn nhìn, sạch sẽ mà nó sáng sủa. Phê lắm, nhiều người đến thích cây này nhưng mà nó nhiều tiền quá. Thực sự là mua nó đã rất là nhiều tiền rồi. Và mình thì không chuyên về thương mại, mà ai có thích thì vẫn giao lưu bình thường ấy, nhưng mà giá nó cao thôi. Nhiều khi cũng anh em cũng không cảm. Thằng ấy nó bán đắt thế, nó đắt rẻ nó vô cùng đúng không ạ? Cây quý thì mà người ta còn đang thích nó, đâu có cần thiết phải bán đâu. Tôi quay từ trên xuống cho bác xem. Nhìn này, không chê vào đâu là cái thầm thân cốt này. Sạch kích cục. Đấy. Cái lá này ra đây một tí. Níu cái này ra đây một tí. Thế là được. Nhìn từ trên xuống thấy cái xương trước mình chia cho nó có hài hòa không. Nhìn này đây. Này cái ngọn giả của cái này đây. Đây một cái ngọn giả. Cái này cũng là một cái ngọn của cái tử này. Đây ngọn của phía này. Đây buông đỡ ngọn của cái ngọn chính đây. Mỗi phần thì đều có cái ngọn riêng của nó các bạn. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Nhìn thân cốt không có chê được vào đâu. Quá sạch sẽ. Kinh khủng khiếp luôn. Tay cành mà nó tương xứng thì tuyệt vời quá. Thôi mình cứ làm dần dần các bác. Đấy. Ok, cảm ơn các bác nhé. Ngắm thế thôi. Ngắm thì tôi ngồi ở mình uống nước để ngắm. Các bác phiền các bác một lúc thế thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.
chúc các bác càng ngày càng nhiều cây đẹp thành công hơn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.